Hello, thân mến chào các bạn Hôm nay Peter làm cái video này để hướng dẫn các bạn cách làm cho cái máy Fujifilm X100V Đây là cái mẫu mới à, làm cho cái máy này nó 100% chống mưa, chống nước, chống bụi Hồi hôm qua Peter có làm video chia sẻ các bạn cái uh, khác biệt giữa cái máy này với lại cái máy cũ và cũng có nói sơ sơ những cái... Uh, À, nâng cấp mới của cái máy này thì hiện bây giờ cái máy này nó à, là 95% chống nước chống mưa chống bụi rồi. Tuy nhiên chỉ còn cái phần mà cái chỗ mà ống kiến này nè nó không có chống mưa chống bụi chống chống nước. Lý do là tại vì khi mình bật lên và mình bấm mình lấy nét á thì cái cái lens này nó sẽ chạy ra chạy vô một chút xíu khi mà nó chạy ra chạy vô một chút xíu như vậy á thì uh, nó nó không có weather shield ok thì bây giờ để mà làm cho cái máy này 100% weather shield luôn thì mình phải có những cái món gì thì Peter đã order rồi và nó về thứ nhất á, là mình order một cái filter đây là Peter mua, mua một cái filter đây uh, filter B&W của Germany cái uh, hiệu B&W này là Peter cũng đã dùng từ ngày biết chơi nhấp ảnh tới bây giờ là tại vì nó là chất lượng rất là tốt uh, Giá nó thì cao hơn những cái filter hiệu khác một chút xíu Nhưng mà Peter cảm thấy là tiền nào của nấy với cái máy này uh, Nó đẹp như vậy mà mình gắn một cái filter rẻ tiền thì cũng không nên Thì Peter mua cái này thì thật sự uh, nó đang sale đó các bạn uh, Nó là gắn vô cái phi 49 ha. Và cái này là cái nano Uh, và nó lại loại, loại loại mỏng Nó là một cái UV thôi Nhưng mà nó là 69 đô Mà Peter mua nó có 30 đô thôi Nó đang sale ở trên Amazon Cái thứ hai mình cần uh, là một cái adapter Và một cái uh, hood Thì bây giờ Peter đã mua được Một cái adapter và một cái hút Một cái combo của cái hiệu JJC uh, Thưa các bạn là cái hiệu JJC này Là Peter cũng đã xài một vài Cái món đồ của nó Và như các bạn đã biết uh, Là Peter đang tìm đủ mọi cách để mà 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 không có mua đồ made in China nhưng mà thưa các bạn là bây giờ rất là khó là tại vì những cái đồ lặt vặt như vậy á thì chỉ có thằng China nó làm thôi chứ thằng Mỹ nó không làm hoặc là những cái nước khác nó không làm tuy nhiên Fujifilm nó cũng có làm một cái nhưng mà cái của Fujifilm nó bán á thứ nhất là giá nó rất là mắc tới 70 mươi 2 đô cho một cái adapter ok à, trong khi cái này có 17 đô thì như các bạn thấy là cái giá nó khác biệt như vậy và peter biết chắc là cái fuji film cũng gia công hoặc là làm bên tàu rồi nó đã để cái hiệu fuji film vô rồi nó bán thôi thì cho nên bây giờ ở trong cái trường hợp này là peter bắt buộc phải mua cái này à, lý do mua cái này sao để lát nữa peter gắn vô rồi peter sẽ chia sẻ các bạn cái này cũng mua có 18 đô thôi ở trên amazon cái này là cái adapter ok à, cộng với lại cái hút à, combination hai cái chung với nhau thì trước nhất mình phải làm là cái gì cái máy Fujifilm mình mua về nó là như vậy nè đây là cái nắp mở ra và ở trên cái vòng này á, là mình không có vặn cái filter vô được tại vì nó không có răng mình phải tháo cái 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 vòng này ra cái vòng của Fujifilm này ra và đừng có làm mất nó cất qua một bên Peter sẽ cất cái này qua một bên xong rồi bây giờ cái thứ hai là mình sẽ gắn cái adapter, video bóc cái adapter này ra. Peter đã có cái adapter này rồi trong cái version trước của cái máy uh, FujiFilm nhưng mà cái version này kỳ này mua nó là cái version sau ha, 100 uh, nó nó làm cho cái 100V nè, nó có lý do của nó cho nên mà các bạn nào mà chơi cái V á thì nên phải mua cái này còn nếu mà không chơi cái vi thì chơi mua cái version cũ cũng được thì đây là cái uh, thứ nhất nó là một cái hướt thứ hai nữa là một cái adapter hai cái này là hai cái miếng tháo ra đó ok thì bây giờ như vậy cái này nó là adapter mình gắn vào đây vặn vô vặn nhẹ nhẹ thôi nha đừng có đừng có ép nó không thôi nó hư cái răng tại vì cái máy này mà hư cái răng là là ổn lắm đó bây giờ vặn nhẹ nhẹ thôi đừng có siết nó tới khi nào mà nó vô cái răng rồi là mình mới vặn chặt lại và khi mà nó chặt như vậy là mình chỉ cần vặn nhẹ cái thôi đừng có siết cứng quá rồi khi mà nó vô như vậy rồi á mình có thể gắn cái hút lên đây là cái hút đó thì đây là cái hút để mà che nắng cho cái lens tuy nhiên nếu mà bây giờ mình gắn như vậy á mình không có không có gắn cái filter được cho nên mình tháo cái hít ra trước ok để cái adapter đi thay cái adapter gắn cái adapter vô rồi bây giờ mình gắn cái filter vô đây Peter gắn cái filter B&W cũng mới về luôn. Cái này mua Peter bất ngờ là tại vì lúc mà hôm qua Peter lên mua đó, Amazon thì tự nhiên nó đang sale cho nên mua cái version uh, uh, B&W này là cái MRC Nano mà nó mỏng hơn là cái bình thường một chút xíu và dĩ nhiên nó mát hơn cái bình thường một chút xíu nhưng mà Peter thấy nó sale có 30 đô cho nên Peter mua liền đó thì bây giờ cái này là cái filter và uh, cái phi của cái filter này là 49 ok 49 ml thì bây giờ mình vặn cái filter vô là tại vì á uh, nếu mà mình không có cái adapter ring này ví dụ nha nếu mình không có cái adapter ring thì ở trên cái thằng Fuji không có cách nào mình vặn cái filter vô được hết đó, tại nó không có răng cho nên mình phải có cái adapter ring Fujifilm nó cũng có bán cái adapter ring mà hồi nãy Peter có nói rồi cái adapter ring với lại cái bộ hood của nó tới 72 đô lận. trong khi cái adapter ring với lại cái hood của cái thằng JJC này có 10 17 đô 99 là lại rồi gắn cái adapter xong rồi ở đây nó mới có cái răng cho mình nè trong này nó mới có răng nè lúc đó mình mới vặn cái filter vô đó như vậy nè nếu mà mình để nguyên như vậy là mình có thể chụp an toàn không có vô nước không có vô bụi tại vì giờ là weather seal hết luôn rồi cái lens nó nằm ở trong ở trong ở ngoài đây là nó có cái adapter ring nó bao và cái filter này nó bao chống mưa chống bụi chống nước đó. dĩ nhiên là cái máy nó không có phải là vô vô nước mình đừng có nhúng cái máy này vô nước nhưng mà giả tiện như mình đứng ở ngoài mưa hoặc là mình chụp uh, mưa râm râm nó rớt xuống thì nó không vô máy hoặc là mình chụp ở ngoài biển nước sóng này kia nó 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 bắn vô một chút xíu thì không sao đó thì bây giờ như vậy là một phần trăm weather seal rồi chống mưa chống bụi đây là cái hít thì bây giờ mình cũng có thể vặn cái hít vô thì bây giờ để Peter giải thích tại sao Peter chọn cái hớt này cái thằng Fujifilm nó có bán cái hớt mà theo cái loại bông sen nó bự hơn nó vòng nó bự hơn hoặc là ở trên Amazon nó cũng có bán nhiều cái loại hớt mà cái hớt nó cái vòng nó bự hơn nó như bông sen vậy đó nhìn nó thì đẹp nhưng mà không có hiệu quả là tại vì lý do là tại vì hồi xưa Peter cũng có mua cái loại đó nhưng mà cuối cùng Peter thấy cái loại này Peter thích hơn cái loại này có thể nói là nhìn nó gọn gàng tuy là nhìn nó không có đẹp nhưng mà đối với Peter là nó rất là thẩm mỹ rất là đẹp nhưng mà lý do Peter chọn cái này là tại vì như vậy nè thứ nhất là cái con mắt này nó nó nhỏ hơn nó che nó kính hơn thì nước với bụi nó cũng ít vô hơn nhưng mà cái quan trọng là giúp các bạn thấy cái flash này không cái flash này khi mà mình chụp mình bắn ra thì nó không có bị vướng vô cái cái hút này còn những cái hút mà bự hơn cái hút bông sen thì khi mình bắn ra nó bị che rồi nó bị che cái phần ở dưới nó sẽ bị tối ở dưới góc đó còn, cho nên nếu mà mình gắn cái hút bông sen ấy nhiều khi mình chụp flash là mình lại phải tháo ra nhiều khi mình quên mình không tháo ra thì nó lại bị uh, bị bị đen dưới cho nên Peter chọn cái loại này đó là một lý do lý do là mình chụp cái flash nó không có bị đen che cái tấm hình mình nhưng mà cái hay nữa là như các bạn thấy nè khi mà mình tháo cái vòng này ra mình cất và cái nắp của FujiFilm này nếu mà mình dùng những cái uh, À, những cái adapter với những cái hút mà cái loại bông sen á thì mình không có gắn mình không có cái nắp được mình phải mua một cái nắp riêng trong khi á, với cái hút này á, Peter có thể dùng cái bông sen à, Peter có thể dùng cái hút Fujifilm tại vì cái này nó chế vừa khít luôn đó à, không những vừa khít mà nó nó bám rất là chặt luôn lý do là ở đây nó có một cái răng này nó làm mấy cái răng này để nó bám vô những cái những cái nỉ của cái cái nắp này một cách rất là chắc chắn. Peter đã có cái này rồi cho nên Peter kỳ này là không có ngần ngại để mua cái version này lại và như các bạn thấy nó rất là đẹp luôn. Và nó chỉ có lồi ra có một tí xíu rồi thêm một chút xíu thôi. Đó. Mà bây giờ là cái máy này là fully 100% weather seal rồi. Chống mưa, chống bụi. Có một cái nữa là nếu mà bây giờ Peter không có dùng cái hết chỉ dùng cái adapter với lại cái cái um, filter thôi. Peter vẫn đóng được cái nắp. Các bạn thấy chưa? Cái nắp này vẫn dùng được trong hai cái trường hợp luôn. Rất là hay. Tại vì Peter thấy cái nắp này đẹp mà nếu mà bây giờ mình không có dùng cái nắp này mình lại để ở nhà thì lại xấu đi cái máy. Cho nên như các bạn thấy là cái máy này nhìn rất là hài hòa, rất là đẹp. Đó, kéo ra mình chụp Tại vì ở đây cái vòng này nó cũng làm rất là thích ok Nếu có cái hướt à, Cái hướt nó có một cái khác nữa Như như các bạn thấy là cái hướt kỳ này á Là mình vặn vô Vặn vô Xoắn vô Cái hướt mà của cái version 1 á Mình chỉ có Nó là cái, cái ngấn, cái thất thôi Mình để vô cái mình khóa một cái Ok Peter không thích cái loại đó lắm là tại vì có một cái Peter mua về cái nó bị méo nó bị hư còn cái loại này là mình phải xoắn vô Peter thích cái loại này hơn cho nên cái này cũng là một cái nâng cấp của cái thằng JGC nè cái version 2 các bạn nên mua cái version này nè cái version 100V là mã của JGC Các bạn thấy không, nó rất là đẹp, rất là hài hòa và nó làm cái tông màu nó tuyền luôn y chang với lại cái máy Fujifilm. Và dĩ nhiên là cái cái nắp này. Cái nắp này thì bây giờ mình phải cất ở nhà thôi đừng làm mất. Đó, ok rồi, uh, chia sẻ với các bạn một cái video để mà uh, nâng cấp cái máy mình lên thành 100% uh, weather seal luôn chống mưa chống bụi nay mai peter sẽ đi chụp hình và chia sẻ với các bạn à, hình của máy này ok rồi thân mến chào các bạn